đưa cho tôi đưa tiền cho đừng có cãi nhau một lúc tắc hơn. Mày chiều... hôm nay đá bóng đó. Đá bóng như khu vực bên mình thì không có, bên mình chiếu luôn trên đấy mà. Chiếu ba đá bóng mà. Sao bên mình không có luôn? Bên phía mình nó không phải là bên phía của cái chỗ cái đường, Mỹ Đình luồng đi. Cái luồng đi đó, nó đã là bóng ạ. Thì chỉ có là được rồi, có nhiều người dân ở đây thì có sao đấy thôi, chứ còn luồng đi không phải. Với lại hôm nay chắc là không thắng được đâu ạ. Thái Lan với này không, với Việt Nam với UAE nghe nói là nó mạnh lắm ạ. Mà nó điểm nó rất là vượt trội ạ. Nói chung còn nếu nó chỉ mong một khuê ít thì cho nó đỡ buồn. Mọi người đang hy vọng Việt Nam sẽ thắng. Đúng rồi, lúc nào chỉ hy vọng thôi, nhưng mà có cái xác định tâm lý trước vậy ạ? Hy vọng ít thì thất nhỉ, vọng ít. Hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều. Đó là có cái lợi thế đá trên sân nhỉ. Hôm nay mà thắng thì đúng là chúng nó sẽ đi bão nhiều đấy. Nó đi bão nhiều là có khi tắc đường nhỉ? Tắc hết. Thì mọi người lại càng ngồi đấy. Nếu mà thắng này là bão hết, là tắc hết luôn đấy. Bởi vì là không, cái hiệp 1 thì mọi người xem xong hiệp 1 thì có thể là nghỉ rồi. Nếu mọi người vẫn cứ ngồi xem mấy tiếp giờ, thì mấy là giờ, mấy giờ. Tại vì thực ra cái thời gian 8 giờ bắt đầu chiều bóng đá thời gian nghỉ giữa hiệp nó có 15 phút thì nếu mọi người đi về thì rất nhiều người thì lỡ chỉ, một đoạn giữa chỉ có mỗi Sơn ở lại tiếp và ấy thôi, còn mọi người là về mà giao cho Sơn hết rồi. Anh Sơn ở lại tiếp lo hết cái vụ đấy, nhưng con sao con phải ở lại, con phải thanh toán mà họ sẽ tính sau cùng phải đến không cần để bố thanh toán có gì đâu. Bố thanh toán được có gì đâu mà phải cái gấm thanh toán lúc nào chỉ biết. Con cứ yên tâm, con cứ lo vào việc con nghỉ ngơi đi, rồi mai sáng mai đi sớm. Không có phải thanh toán không tiếc gì cả. Nhưng mà mai con chỉ việc ngồi, còn bố thậm chí phải lái xe thì tất nhiên là bố sẽ mệt hơn. Bố lái xe đỡ mệt hơn là bố ngồi xe người khác lái. Nhưng mà con đang bảo so sánh nữa thì bố sẽ mệt hơn, thì bố cứ đi về nghỉ đi thì con sẽ ở lại. Không, con làm gì? Con làm gì? Con lại thanh toán. Cái bộ này sẽ lại đi về đúng cái xe này về. Bởi vì dù sao những cái việc là họ còn bàn giao, họ còn nhận lại đồ các thứ, những cái đấy thì con sẽ biết hơn. Chứ những cái việc họ nhận thì... Chuyện lắm lắm. Có một cái điểm nữa là mai là con có mặc như thế này đi gì đúng không? Không, mặc mai áo dài. Mai áo dài chứ. Sẽ dễ đẹp. Ngồi hơn so với cái đạp lùng nhùng này. Nhưng mà mai con đội khăn xếp. Thì con đang sợ là con sẽ phải cúi đầu suốt cả chiều đi, không ngẩng được đầu lên. Có xe nào nữa hả? Xe cũng xe 5 chỗ ạ. Nhưng mà con nghĩ là nó sẽ thấp hơn xe này. Thấp hơn ấy, xe này trong thế chứ xe này to và dài mà. Xe này là xe... Sẽ ngồi hơi phải cúi đầu một lúc. Xe kia... À, nếu mà thuê xe Mạc, có xe xe gì? Không, xe đường. Xe của ấy gì? Của... xe nào cũng được. Nhưng mà nếu xe Mạc thì nó rộng hơn. Không, không có xe Mạc quá. Cái khăn xe bị bỏ lên bỏ xuống được mà con? Con không lấy được quá. Lúc mà làm tóc cho cô dâu, nếu bình thường mình đội bình thường nhá, thì mình chỉ búi bình thường. Mình búi bình thường xong mình đội cái đấy vào thì nó khác, nhưng làm tóc cô dâu ấy chúng nó sẽ bới tung lên đằng sau này, xong chúng nó lại cài hết các thể loại vào. Thế nên nếu như con chót tháo ra thì lúc về sau đầu nó như bị đánh, bởi vì nó không đang bôi xịt gôm của nó bới tóc. Thế là vì sắc đẹp. Vì sắc đẹp thì mình đành phải cúi đầu. Mai mai ta đánh các thứ đến cho con. Mai con cũng thuê, nhưng con thuê bạn khác và thuê bên trung tâm khác, tại bạn này mai bạn bận, bạn này lần trước làm cho con hôm trước ăn hỏi thì con đấy em mới làm cũng ổn đấy ạ. Hôm đấy làm nó cũng giữ được, nhưng ngày mai sẽ khó hơn, ngày mai sẽ cần mất cả ngày, vì là làm một buổi sáng thôi mà phải đến tận buổi tối con vẫn tiếp khách ở đấy. Mai lại là chỗ lạ, nhưng chỗ đấy cũng khá là nổi tiếng, vì con chỉ thuê cái chuyên viên ở bên đấy thôi, giá nó cũng sẽ không bị quá cao, mà hy vọng là nó ổn ạ. Không, nói chung là mình cái giọng mà ví dụ mình thấy nó hơi nhạt, mình giọng mình ngoài giọng bão được con, nhưng mà nó khác tông phần. Thế con thấy bọn nó make bây giờ nó make cầu kỳ lắm. Nó cùng cái mặt mình thôi nhá, nó hết make phấn ngoài phấn lót phấn phủ ra, nó còn cả phấn ngọc trai, nó đánh từng mảng một các thứ ấy ạ. Thế là nếu như mình làm dùng phấn thường mình tự dặm cho nó sẽ lệch. Cô thì ít trang điểm không biết đâu. Còn in mà. Cô ít. Chẳng mà con nhìn không biết trang điểm đâu. Con đánh nhà mình có mấy khi trang điểm mấy đâu, nhưng mà không, con nhìn bọn nó làm, cái em ấy làm ấy ạ, thì là cái lớp phấn của em nhiều lớp lắm, dặm nó thành màu khác. Tại vì nó đánh mấy tiếng vậy nó nhiều lớp lắm, nó lên cái mặt mình lên nó rất là khó. Đấy cô thấy bôi con tí xíu xong rồi đấy. Nhưng không hẳn là mình đem sẵn rồi thì mình bôi ít thôi. Chủ gọi, thật tự bố gọi. Mình là khác nhưng mà
thể chửi đâu mà đánh ký. Ừ, đến đâu rồi hả Hiền? Toàn vừa qua nhà cháu tí đang ở qua một viện 103 đi lên đi ạ. À, thì cái vẫn đi ổn chứ ạ? À? Đường hơi tắc đấy nhá, đường khá đông đấy. Chú cũng đang bị tắc đường một tí. Đang tắc đường ạ. Ờ, chú đấy. Cũng đang tắc đường ạ. Ờ, chú đang tắc đường nhưng mà mọi người đi cẩn thận. Ờ. Vâng, thế thì chắc là cũng gần khoảng rồi. Khoảng 6 giờ hơn tí là có mặt luôn rồi ạ. Ờ, đúng rồi, cứ 6 giờ hơn là đẹp. Ok, ok. Có gì báo cho chú nhá. Vâng, vâng ạ. Okay. Bảo chú gửi lời cảm ơn mọi người nhá. Dạ vâng ạ. Cảm ơn Hiền nhá. Con phòng à? Con chị Kim. À, nó xuống. Nguyễn Huyền thì nó ở trên này rồi, nó đến thẳng. Đây là cái Hiền. Cái Hiền, không cái Huyền cơ. Cái này là đây cái là Hiền. Chị Hiền, cái người vừa gọi, bố vừa gọi là chị. Hiền nhà gọi là Sùn đâm rồi. Sùn nó quen rồi. Sùn nó quen rồi. Anh ấm anh coi không? Anh ấm cũng lên đấy. Yeah. Anh ấm chị Lan lên hết. Mình là anh về hai lần cơ mà. Một lần cái thiệp nó chưa có, thế là nó chưa xong nên là về mời trước, sau lại có thiệp, thế là lại về lần nữa. Nó cũng gần mà đến từng nhà. Gần hơn đi chơi. Đơn giản. Bạn bè nó cũng nhiệt tình, nó cũng đi cả. Vì có cả thầy giáo hồi lớp 10 cũng đến mà. Thầy nào đấy? Thầy Tần ấy. À. Thấy ở trên Hà Nội này là bạn cùng với anh Bình ấy. À. Đấy, thế cho nên là thầy anh ấy, bọn nó cũng lên gặp thầy luôn. À. Thì đây nó cũng là cái dịp để mọi người gặp gỡ nhau mà. Giao lưu. Giao lưu luôn, lâu ngày có người mấy chục năm không gặp mà. Thế cho nên là nói cái là mọi người khoái ngay. Thế là làm nhầm trong ngày 15 mà anh. Không phải nó như thế đâu, họ làm sai đấy. Còn không à? Máu. Không, bố em thì là dễ tính thôi, còn họ thì là nói dối. Thế còn anyway nhưng mà anyway, nhưng anh ơi em sợ một cái là em sợ là họ đang nhầm là ngày 15. Thì ngày mai họ mới dò họ đến là dọn đồ đấy. Thì anh đã báo với họ ngay.